Trở lại với dịch bệnh tay chân miệng đang diễn biến hết sức phức tạp. Trong 6 tháng đầu năm nay, số trường hợp mắc tay chân miệng hàng tuần thấp hơn so với cùng kỳ năm 2019. Tuy nhiên, bước vào tháng 7 thì số trẻ đến khám và nhập viện lại tăng nhanh hơn. Hiện cả nước ghi nhận gần 11.000 trường hợp mắc, và trong khi đó tay chân miệng là bệnh có diễn biến nhanh và nguy hiểm, gây nhiều biến chứng. Vậy làm thế nào để nhận biết sớm trẻ mắc bệnh? Kính mời quý vị và các bạn cùng theo dõi ghi nhận sau của nhóm phóng viên VTC14. Tay chân miệng là bệnh truyền nhiễm lây từ người sang người, dễ lây thành dịch, nguồn lây chính từ nước bọt, phỏng nước và phân của trẻ nhiễm bệnh. Bệnh rải rác quanh năm ở hầu hết các địa phương. Mọi lứa tuổi đều có thể mắc bệnh nhưng thường thấy ở trẻ dưới 5 tuổi. Bệnh tay chân miệng có diễn biến nhanh và nhiều biến chứng nguy hiểm. Tuy nhiên, phụ huynh hoàn toàn có thể nhận biết trẻ mắc bệnh qua các dấu hiệu điển hình. Trẻ vào có thể giai đoạn đầu chỉ là cái độ 1 thôi, mức độ tức là chỉ có sốt kèm theo với viêm lét họng thôi. Nhưng mà sau đó thì trẻ có thể xuất hiện thêm các triệu chứng khác như là giật mình hoặc là sốt cao liên tục lên, rồi mạch nhanh hoặc xuất hiện co giật, tức là những dấu hiệu về thần kinh như là ly bì, thậm chí là có thể vào hôn mê, hoặc là những dấu hiệu mạch nhanh có thể có biểu hiện của viêm cơ tim hoặc là khó thở, có thể phù phổi. Thì đấy là những cái dấu hiệu mà diễn biến rất là nhanh của bệnh, và tùy từng cơ địa của bệnh và tùy từng cái thể. Ví dụ như là như mình vừa nói là cái típ mà nhiễm với típ Coxsackie A16 thì thường là nhẹ hơn, chỉ có biểu hiện thường là ở độ 2A, xong là bệnh nhân có thể là lùi bệnh. Tuy nhiên cái A71 thì cái tiên lượng khó khăn hơn, bởi vì mới đầu vào thì cũng nhẹ, nhưng sau đó thì trẻ diễn biến nhanh và xuất hiện ra các triệu chứng về thần kinh hoặc là những triệu chứng về tim mạch. Từ đầu năm 2020 đến nay, cả nước ghi nhận 10.745 trường hợp mắc tay chân miệng. Một số địa phương ghi nhận số ca mắc gia tăng trong tuần gần đây là Thành phố Hồ Chí Minh, Đồng Nai, Bình Dương, Đà Nẵng, Quảng Ngãi, Hà Nội, Vĩnh Phúc, Hải Phòng, Bắc Ninh. Hiện chưa có vaccine phòng bệnh, do đó dự báo số ca mắc bệnh tay chân miệng có nguy cơ gia tăng trong thời gian tới do tính chất lây truyền, đặc biệt trong mùa tựu trường, học sinh chuẩn bị tập trung vào năm học mới. Khuyến cáo với các bậc phụ huynh thì nếu theo dõi con ở nhà, nếu thấy xuất hiện sốt kèm theo kém ăn bỏ bú hoặc là kèm theo những đau họng phát ban thì phải báo ngay với nhà trường để cho con nghỉ học. Việc đầu tiên, việc thứ hai là đưa đến cơ sở y tế để được thăm khám, chẩn đoán bệnh và để được tư vấn kịp thời. Và nếu mà trẻ chẩn đoán là tay chân miệng thì phải được cách ly tại nhà trong vòng 5 đến 7 ngày, kèm theo là được chăm sóc và theo dõi, cũng như là cái chế độ ăn hợp lý, nhiều vitamin, cũng như là ăn các chất lỏng dễ tiêu và tăng cường sức đề kháng để giúp cho trẻ nhanh chóng vượt qua cái giai đoạn bệnh. Để chủ động phòng bệnh cho trẻ, các gia đình cần thực hiện 3 sạch gồm ăn uống sạch, ở sạch, bàn tay sạch và đồ chơi sạch. Bên cạnh đó cần thường xuyên rửa tay bằng xà phòng, vệ sinh ăn uống, ăn chín uống sôi.